Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số con đầu đĩa, nói chung là tầm giá từ 1 triệu, 1 triệu hơn quay đầu. Những con này thì em nói chung là đọc tốt, hát tốt có, rồi nhận bài nhưng không đọc có, nói chung là em thanh lý ghẻ cho quý vị luôn. Đó, mấy con này, con đầu tiên là cái con Technics SL-BS860, con này class A ha. Đây là Converter. Con này giá 900k, con này giá thị trường nó khoảng 1,8 triệu. Con này đọc tốt hết vị, mắt cực ngon. Nó có cái bệnh là bấm ra rồi nghe nó chạy vô liền ha. Bây giờ mình dịnh lại vậy thì nó mới đứng ha. Đó. Thì có bệnh gì thôi chứ nó là đọc tốt, mắt cực kỳ nhanh luôn. Nó mới bị nhận bài ha. Đây. Mắt rất nhanh luôn quý vị. Cực nhanh luôn ha. Rồi giá 900 nha quý vị, giá 900. Mắc rất nhanh nha. Con này hoạt động hoàn hảo hết, giá 950k. Model SL-3555 nha quý vị. Nhận bài rất nhanh ha, cho đây. Vì thế nhận bài rất nhanh ha. Xả nè. Sao? Giá 950 nha quý vị. Giá 950 bao ship nha quý vị, chuyển khoản giùm em bao ship COD không bao ship nha. Rồi quý vị, tiếp theo là con Technics SL-B365, giống con dưới luôn ha, nhưng mà nó không đẹp bằng con dưới thì đẹp hơn nhiều. Con này thì nói chung là cơ chạy ra vô ngon lành. Mắt nó không nhận đĩa ha. Con này thì anh em về thay mắt thôi. Con mắt 100-200 ngàn gì đó thì anh em có thể thay. Em không có thời gian quý vị, mấy con cỏ này không có thời gian đâu. Thì thanh lý cho quý vị rẻ luôn, quý vị về quý vị làm gì làm nha. Rồi 300k là bao ship nếu chuyển khoản nha, COD không bao ship. Rồi thì tình trạng nó là như vậy đó, anh em về thay mắt nha, còn zin hết. Rồi tiếp theo nha quý vị, tiếp theo là con Technics SL-BG460 nha quý vị. Con này là đẹp hoàn hảo và nguyên zin và chạy tốt hết luôn ha, mặt cực nhạy luôn ha. Rất đẹp quý vị, hình thức con này rất đẹp luôn ha. Con này và con 365 nè, rất đẹp luôn. Con 860 cũng đẹp luôn. Mấy con này dòng này là chất âm nó rất hay quý vị. Nếu mà so với những dòng kia thì chất âm nó ngon hơn nhưng mà giá nó bằng phân nửa thôi. Mắt rất nhạy ha. Rồi mức giá là 800k bao ship nếu vì chuyển khoản đủ nha, COD thì không bao ship. Con này nói chung hình thức khá ngon. Tiếp theo là con Technics SL-B300 nha quý vị. Con này thì tình trạng là đĩa nhảy mà tiếng nó không ra, không biết nó bị gì, anh em về cũng tự xử đi ha. Em thanh lý 300k bao ship luôn nha quý vị, chuyển khoản giùm em, thanh lý luôn cho quý vị luôn. Đó. Thì hôm nay là tổng thể là một con 300, con này 800, 460 đẹp ha. Con này 300, con này thì mắt nó không nhận ha. Cơ tốt nè, nãy em có quay. Technics 365 tốt nè. Technics 860 tốt nè, mấy con này tiếng nó hay không nè quý vị. Quay phía sau cho quý vị ngó cái ha. Rồi. Phía dưới còn phía dưới nè. Đó, đẹp nè ha. Con này cũng đẹp luôn nè. Con này 365 trên này nó hơi chạy chạy. Con này đẹp luôn này ha. Đó, con này đẹp luôn, nói chung là đẹp không nha quý vị. Mấy con này thì nó made in Japan hết quý vị, sản xuất ở Nhật hết nha. Đó, sản xuất Nhật toàn bộ hết.
Mấy đài này tiếng nó hay mà giá nó rẻ nha quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.